vào thời điểm Tết Nguyên Đán, hoạt động buôn bán pháo nổ cũng tăng cao. Theo quan niệm của nhiều người, đốt pháo trong ngày Tết mang lại sự may mắn, âm thanh rộn rã của pháo sẽ xua tan xui xẻo của năm cũ. Nên dù biết là hành vi đốt pháo là vi phạm pháp luật, nhưng người tiêu dùng vẫn săn lùng để mua. Và để đáp ứng nhu cầu này thì các mặt hàng pháo lậu đã được các tay buôn lén lút đưa ra thị trường. Sau đây là ghi nhận thực tế của chương trình về thực trạng này tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại một con hẻm trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, một thanh niên tên Dũng mau mắn báo giá mỗi hộp kích cỡ tương ứng với bao diêm chứa hơn 10 viên pháo nhỏ là 30.000 đồng. Cứ gom là một giá mấy giao chứ mấy một hộp đâu giao. Bây giờ chơi. Chơi bảo đảm mà được đó đó. Mình giờ hết tiền mình khổ mình bán thôi, rồi lại lấy cái bà cô ít mấy hộp Tết gần Tết bán. Chỉ phải hỏi người ta trước mình có gì bán sau chứ em không biết trước được. Còn tại một điểm bán thuốc lá trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi, quận 5, pháo được người phụ nữ bán thuốc lá này ngụy trang trong vỏ gói thuốc lá. Mỗi hộp có giá 12.000 đồng. Trời ơi, cấm á. Theo điều tra, nhiều loại pháo và kể cả súng bắn pháo được sản xuất từ Trung Quốc, sau đó được các đầu nậu tuồn về thành phố Hồ Chí Minh qua biên giới. Mặt hàng này sẽ được phân phối sỉ lẻ cho những mối buôn bán nhỏ lẻ và những người chơi. Dù biết rõ hành vi này là phạm pháp, thế nhưng các đầu nậu tay buôn này vẫn vô tư tuồn hàng, mua đi bán lại, đẩy giá mặt hàng nhạy cảm này lên cao để trục lợi. Xin được thông tin thêm đến quý vị là theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì người sản xuất hoặc là chiếm đoạt pháo nổ có số lượng từ 2kg đến dưới 30kg, chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng hay là mua bán trái phép hoặc là chiếm đoạt thuốc pháo có số lượng từ 1kg đến dưới 15kg sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu vận chuyển mua bán trái phép qua biên giới sẽ bị phạt tù là từ 3 năm đến 10 năm. Và bên cạnh đó thì chị Phương Anh có biết là người nào đốt pháo nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.